Chào mừng các bạn đến với video chia sẻ về thực hành phần mềm vẽ bảng sẵn My Whiteboard Viewboard của tôi hôm nay. Thì hôm nay tôi chia sẻ với chúng ta về việc chúng ta sử dụng các thanh công cụ vẽ của bảng trắng này, chẳng hạn như thanh công cụ thước thẳng, rồi thanh công cụ compa để chúng ta có thể vẽ các đối tượng hình học. Chúng ta sẽ dùng các đoạn test để sửa các liên kết tới các thanh công cụ này. Chẳng hạn khi click vào đoạn test eke, chúng ta sẽ thấy một biểu tượng liên kết eke. Chúng ta click vào biểu tượng này thì chúng ta sẽ mở cái thước eke ra để chúng ta sử dụng. Rồi khi click vào thước thẳng thì chúng ta mở thước thẳng, click vào biểu tượng thước thẳng. Click vào đoạn test compa thì chúng ta click vào biểu tượng compa. Chúng ta có thể về mở các đối tượng này. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần hướng dẫn thực hành. Chúng ta click vào cái biểu tượng bàn tay này để chúng ta di chuyển cái bảng chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta click vào biểu tượng chữ T để chúng ta chèn một đoạn test chứa tiêu đề của công cụ chúng ta. Các bạn chọn vị trí để liền đoạn test này. Chẳng hạn tôi chọn vị trí ở đây, tôi có tiêu đề của đoạn test này là thước thẳng. Các bạn ấn gõ và ấn Ctrl A để bôi màu toàn bộ. Có thể căn chỉnh kiểu phông chữ, rồi căn lề và chọn màu nền. Chúng ta có thể chọn màu nền, rồi có thể chọn màu chữ. Ok, là chúng ta có thể tắt cái test editor này được rồi. Như vậy chúng ta đã có một đoạn test thước thẳng ở phía trên. Bây giờ chúng ta click chuột vào thước thẳng này. Chúng ta có thể sửa đoạn test này. Chúng ta tắt đi đã. Rồi bây giờ chúng ta click vào cái biểu tượng Select Tool. Sau đó chúng ta lại cái test thước thẳng mà chúng ta gõ chuột vào. Chúng ta đang chọn cái đối tượng test thước thẳng này. Chúng ta có thể kéo vị trí của thước thẳng này về vị trí thích hợp. Thế bây giờ chúng ta ở cái menu hiện ra ở đây, chúng ta vào cái biểu tượng icon link. Chúng ta click vào cái link này. Tại đây chúng ta có thể cài đặt rất là nhiều dạng liên kết. Có thể liên kết tới file, tới web, tới test, tới đoạn âm thanh, tới một trang mới, hay là tới các công cụ vẽ chúng ta. Ở đây chúng ta chèn công cụ vẽ, chúng ta click vào biểu tượng công cụ vẽ này. Có rất là nhiều công cụ ở đây, chúng ta chọn một công cụ. Chẳng hạn tôi chọn là thước thẳng. Rồi chúng ta vào cái biểu tượng liên kết link này, chúng ta click vào. Thì khi đó sẽ có một cái biểu tượng, cái thước thẳng liên kết với đoạn test thước thẳng chúng ta. Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái liên kết cho đoạn test thước thẳng này. Chúng ta có thể click chuột ở ngoài màn hình. Chúng ta sử dụng như sau. Bây giờ chúng ta click vào đoạn test thước thẳng. Sau đó chúng ta click vào cái biểu tượng thước thẳng ở đây. Như vậy chúng ta thấy là một cái thước thẳng hiện ra. Chúng ta sử dụng thước thẳng, có thể chúng ta kéo dài hay là thu ngắn lại bằng cách dịch chuyển ở hai đầu mũi tên, hai đầu của thước. Có thể thay đổi vị trí thước đo. Ở đây có hai thước đo, đo theo cm và đo theo in. Chúng ta thay đổi vị trí hai thước đo này. Chúng ta có thể gõ cái độ nghiêng của thước so với phương ngang. Chẳng hạn đây là độ nghiêng 45 độ. Rồi 60 độ. Chúng ta vẽ một đường thẳng. Chúng ta vẽ một đường thẳng như trên. Chúng ta lưu ý là có thể mở một lúc nhiều thước. Ta click vào đoạn test thước thẳng này một lần nữa. Rồi click biểu tượng icon thước thẳng này.
và chúng ta vẽ được thước thẳng thứ hai. Chúng ta mở được thước thẳng thứ hai, chúng ta lại vẽ. Chúng ta xoay thước thì các bạn có thể xoay ở hai đầu. Rồi để tắt cái thước đi, chúng ta click vào cái dấu nhân này. Như vậy chúng ta đã vẽ được một góc ở đây 60 độ. Chúng ta click lại cái biểu tượng Select Tool, chúng ta chọn lại thước thẳng. Để gỡ cái liên kết thước thẳng này thì chúng ta lại vào cái biểu tượng liên tiếp. Chúng ta click vào biểu tượng gỡ liên kết này. Như vậy không còn liên kết tới thước thẳng ở trên đoạn test thước thẳng này nữa. Thì từ đó chúng ta có thể thay đổi liên kết. Thì bây giờ tôi chọn liên kết và chọn tới công cụ là máy tính. Rồi chọn vào biểu tượng liên kết. Và tôi cũng thay đổi cái tiêu đề ở đây là máy tính. Như vậy bây giờ chúng ta có thêm một liên kết nữa là liên kết tới máy tính. Thì đây một số liên kết đã được cài đặt trước là thước thẳng, compa, eke, thước đo độ và máy tính. Chúng ta click vào cái test máy tính và click vào icon máy tính này. Thì máy tính cầm tay sẽ được mở ra, ta có thể thao tác trên máy tính. Chúng ta có thể thu nhỏ, phóng to, tắt. Rồi như vậy là chúng ta có thể tạo ra các đoạn test với các tiêu đề là các công cụ vẽ chúng ta. Và khi click vào các đoạn test này, chúng ta sẽ đi tới liên kết tới công cụ đó. Chúng ta cùng thực hành nhé các bạn. Chúng ta vào chế độ thuyết trình. Rồi bây giờ chúng ta dùng eke, compa, thước đo độ và máy tính. Như vậy trong bài chia sẻ này thì tôi đã chia sẻ với các bạn cách tạo ra các đoạn test, và các đoạn test này sẽ chứa các liên kết tới các công cụ vẽ cho bảng vẽ của chúng ta. Chẳng hạn ở đây là có công cụ thước thẳng, compa, eke, thước đo độ và máy tính. Thì các bạn có thể chèn thêm các đối tượng khác nữa. Thì bài chia sẻ của tôi hôm nay đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các bài chia sẻ sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.